Thì ok, hello anh em đã trả lại cái channel của mình. Mình là Minh Chiếu Vlog, mình đến từ câu lạc bộ Hoàng Quân Racing nha anh em. Thì bữa giờ mình không có lên video cho anh em xem được, tại vì mình bận, không có thời gian. Mình bận nếu mình mới mở được một cái tiệm nhỏ nhỏ anh em, để kiếm cơm mỗi ngày, rửa xe hay nhớt nha anh em. Thì mình cũng có bán đồ phụ gia đây. Thì mình sẽ review cho anh em xem. Đây nhớt Phạm Long 1040 nha anh em. Nhớt nhớt này đang rất là hot nhất trên thị trường. Nhớt tổng hợp xúc động cơ BZ nè anh em. Đây chai motorbike cleaner đó, dưỡng sên X1G nè anh em đó, tẩy sên dưỡng sên BZ, xà bông BZ, có chạm không chạm nha anh em, cọ rồi mình có đủ hết. Anh em cần gì cứ liên hệ mình đó. Thì anh em vô gửi xe đúng không, thì anh em vô gửi xe thì mình cũng bán nước luôn nè. Như anh em gửi xe thì anh xem sẽ có nước uống miễn phí. Thì anh em hay nhớ anh em cũng được rửa xe miễn phí luôn nữa. Như Sigurd này anh em mới rửa không, xe hơi bị lộn, để mình quay cái chống cho anh em xem. Cái chống của nó nè anh em. Ê, cái bàn tay mình còn bự cái chống của nó, vậy mà nó chạy được hay. Tướng nó chạy bá lửa này nè. Đó, Sigurd nè anh em. Sigurd lùng lùng sủng luôn. Đó rồi mình sẽ quay cho anh em xem. Thì bữa nay mình sẽ quay một cái lóc một ngày làm gì, và đặc biệt bữa nay em thấy vui lên nè, đó lên báo đây anh em. Báo lâu lâu lên báo quá, báo luôn báo mình nè. Đây anh em thấy gì không, cung cọp 65 tỷ chiến mã nha anh em, mà thấy gì áo rồi. Xin nó ảnh sẽ lên ảnh quay xe này để trong nhà, để hoài là bị kho anh nè. Bây giờ mình sẽ qua bên đây những cô hồng sống này. Tên này nằm to rồi lên nhảy ống kính đó anh em. Cái tên này nhảy ống kính đó, em chọn rồi hay sợ anh tôi biết nhảy ống kính. Để em quay nhà hoài, em quay đi. Ê mập mày đâu đây á? Đâu á? Đây nè, xe này thì mới gáp, thầy mới gáp nè. 65+1 mà một đấu đúng không? Thì xíu nên thái lên quay, mình sẽ quay cho anh em xem. Ok anh em. Take you down the south side. Me and my homies getting high. Blow that weed up in the air and party like we just don't care. Bây giờ tao mời mày kém một hơi rồi hai đứa mình cùng tả hồn lên trên trần nhà. Ta nghe an toàn cái beat này lên. Pass in the hip for the ball. Step inside the booty, you know the song. Walking on stop, then we kill the song. On to the next one, we'll kill them all. Stop. Gang inside, con team, we bout to rip this shit. Music got the got my back and on my dick, it's your bitch. Hit it, pop, thì bao nhiêu phút chờ đợi mà mình cũng đã tới anh em. Yếu vừa hay yếu vừa tài mới đẩy xe quay mới đẩy xe quay nè anh em, rất là đau. Nắng nữa tới không có xe luôn. Này xe hay anh em. Dạ đạt coi trước anh. Đâu quá sư phụ. Sư phụ em quay nè. Thôi đi. Thì mày quay trước đi. Xe gỗ mập cạc. Quay xe này quay trước đi. Rất đông. Anh quay xe đó mà. Em quay xe này trước đi. Đục đục nào bộ. Đụ má. Bị gì vậy? Mày cứ. Mày cứ nào mày cứ. Trả cái thúi quá. Quay xe bằng vậy không? Thú quá anh ơi.
thôi rồi hai đứa mình cùng thả mồm lên trên trần nhà tất. Sai con tim, we about to rip this shit. Music got the got my back and on my dick. It's your bitch. Ủa đang lên YouTube không muốn sao anh Mười? Mười, đang lên YouTube không muốn có sao không? Mới giật xe trong nha anh em, giờ dắt đi ăn quá cười. Nè chí bao nha anh em. Chí bao á? Bao gì không biết nha, bao gì chưa biết, bao vô rồi. Chứ anh làm gì có tiền? Em mới góp đủ mẹ chịu quạt mấy hả? Chắc còn này không quá ý. Thiệt mà. Còn em không nè, nó chứ anh em ăn đi tôi trả cho. Ý sao đủ một nồi nhiều lắm á, không đủ đâu. Anh còn cái hai bài mà em lo gì. Anh em giờ anh em gian thôi chúng ta đã gì vậy má, giờ người mua chiếc sữa con cho anh làm chơi. Anh Thái đang rút tiền nha anh em đó. Thì do vô quán ăn chuyển khoản tính tiền ăn đâu mà tính tiền cái không có chuyển khoản nên giờ phải chở anh Thái ra rút tiền. Dạ hiểu luôn, giờ thì giờ sao ra thì nói chung video mình thì chỉ có vậy thôi. Ngày hôm nay mình sao mình quay cho anh em xem hết rồi, thì nếu anh em thấy hay cho mình xin một like, một subscribe, một share để có động lực mình quay tiếp video cho anh em xem. Tạm biệt anh em, bye bye. Ăn xong vậy về nha anh em, mới góp tiền đến tiền không lính hãy đánh bộ nè. Tạm biệt anh em trên chiến đất 15. Goodbye, anh em còn gặp nhau dài. Anh biết là mày chết. Dạ. Mày làm cuối đó. Nói gì vậy? Đi về tự nha. Anh em ngồi đá em. Ơi. Hai anh Nguyên Hòa, mày đỉnh quá. Về về trở về bên, trở về bên, trở về bên. Về về hai gì. Trời đồ mốt, đồ mốt, đồ mốt, đồ mốt. Cảm này về tới không chị luôn. Về về tự nha. Đeo kìa. Thì anh em được nhau về ai về đó.